Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Long đến từ trường âm nhạc Adam Music. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để làm ra được cái một đoạn drop nhạc Tropical House. Thì trước tiên mình sẽ nói sơ qua về cái dòng nhạc này ha. Thì cái dòng nhạc này nó là một nhánh của thể loại nhạc House. Thì nó có tempo khoảng 100 cho tới 115. Đó, thì nó giống tựa như là Deep House vậy á. Thì dòng nhạc này sẽ sử dụng những cái nhạc cụ mang âm hưởng của vùng nhiệt đới đó, ví dụ như là tiếng sáo nè, guitar, rồi những cái bộ gõ của Latin đó, ví dụ như là tiếng bộ gõ thì có những cái tiếng như là bongo nè, tiếng tamborine nè, vân vân. Thì những cái đó nó sẽ tạo ra được cái chất nhạc của nhạc tropical. Thì để các bạn dễ hình dung hơn thì mời các bạn đến với cái bài mình vừa chuẩn bị, thì mình vừa làm đây, để các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái dòng nhạc này ha. Rồi, mình sẽ bắt đầu. Mình làm bài nhạc này ở trên phần mềm Studio One ha. Thì đầu tiên mình sẽ nói về tiếng kick đi. Thì tiếng kick nó sẽ đi theo nhịp 4-4, đi đều theo nhịp 4-4 luôn. Là tiếng nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4. Đó, ví dụ như là các bạn có thể nghe thử ha. Đó, thì nó sẽ đi theo cái nhịp giống như vậy. Rồi, phần tiếp theo đó là tiếng snap, tambourine và tiếng clap. Thì mình ở đây mình sử dụng những cái tiếng này để nghe nó dân dã hơn, nó nghe nó thoải mái hơn là tiếng snare của tiếng trống. Đây, các bạn có thể nghe qua ha. Thì mình sẽ sử dụng 3 tiếng snap, tambourine và tiếng clap để mà mình mix lại với nhau. Thì những cái tiếng này nó sẽ có những cái tần số nó đạp lên nhau, nó trùng nhau. Thì mình sẽ cắt nó đi, mình dùng EQ mình cắt nó đi. Đó, ví dụ như là tiếng snap nè, tiếng snap. Đó, thì nó đã rõ ở tần số 2kg và 5kg. Thì mình cắt những cái tần khác đi để nhường cho những cái khác. Ví dụ như là tiếng tambourine đi. Tiếng tambourine thì để mở ra các bạn coi nha. Đó, thì tiếng tambourine thì nó rõ ở những cái tầng cao này. Đó, thì mình sẽ cắt bớt đi để nó không có bị đạp lên nhau. Và tiếng clap. Đó, tiếng clap mình trang gian chút xíu. Thì tiếng hồi nãy là tiếng snap và nó cũng nằm ở khoảng 2kg, 5kg nè. Thì mình sẽ cắt đi ở khoảng 2kg một chút xíu để nó lòi tiếng snap lên. Tại vì mình muốn tiếng snap là tiếng chính. Đó, tiếng búng tay là tiếng snap nè bạn. Đó, là tiếng chính. Thì mình để cho nó cắt tiếng clap đi chút xíu, nó tạo một cái hiệu ứng thôi. Rồi, rồi tiếp theo, như các bạn hồi nãy mình đã nói là có cái bộ gõ. Thì mình sẽ sử dụng hai bộ gõ thôi. Hai bộ gõ. Hồi nãy mình cũng có nói về bộ gõ của trong cái nhạc Tropical House. Thì mình sử dụng hai tiếng trong bộ gõ đó, và tiếng bongo. Thì bộ gõ mình sẽ để ở giữa nhịp 1 và 2 và 2 và 3. Đây, các bạn xem qua ha. 1, nhịp 1, 2, 3, 4. Thì mình sẽ để ở giữa hai cái nhịp 1 và nhịp 2 nè. Nhịp 1, nhịp 2. Và ở đây là nhịp 3, nhịp 2, nhịp 3. Thì mình để ở giữa đây để tạo ra một cái độ nảy cho cái beat của mình. Hoặc các bạn có thể đặt làm sao để cho cái bộ gõ nó nghe nó hài hòa là được, chứ không nhất thiết phải đặt giống mình. Ok, tiếp theo mình cần một cái tiếng ở tầng cao, đó là tiếng hi-hat. Đó, tiếng hi-hat thì mình sử dụng sample cho nó lẹ. Mình cắt sample ra thôi, mình lấy một cái mẫu ở một cái sample pack của mình. Tiếp theo cũng như là tiếng hát luôn, mình sử dụng một tiếng gọi là tiếng shaker. Shaker là mấy cái các bạn có thể xem như thế này. Shaker thì shaker nó là một cái nhạc cụ giống như thế này, các bạn dùng để lắc. Đó, thì cái tiếng nó sẽ ra như thế này ha. Đây, tiếng shaker. Đó, thì mình cần thêm một cái tiếng hát nữa. Hai cái tiếng này mình sẽ bend qua hai bên.
để cho nó không có đạp lẫn nhau đó. Thì các bạn cũng nên nhớ là mình cũng cần cắt EQ cho những cái tiếng này luôn. Những cái tiếng này là chỉ cần tầng cao thôi, nên các bạn không cần để quá nhiều tầng low và tầng low mid để nó có thể né những cái nhạc cụ khác của mình ra. Ok, tiếp theo là tiếng crash. Thì tiếng crash này nó tạo ra một cái điểm báo, là báo cho một cái đoạn tiếp theo. Đó, ví dụ như là mình hết một đoạn rồi thì đầu đoạn mình cần một cái tiếng crash này mình báo. Thì khó báo đầu đoạn thì cũng phải có một cái đoạn báo cuối đoạn ha. Thì mình sử dụng một cái tiếng giống như tiếng đảo ngược của tiếng crash đó để tạo ra một cái tiếng khác là giống như như thế này ha. Các bạn nghe thử đi để dễ hình dung hơn. Đó, nghe nó giống tiếng crash không? Nhưng mà nó đảo ngược cái âm thanh lại, là thay vì là âm thanh có một cái attack, một cái transition nhanh, thì mình đảo ngược lại để cho nó đi từ từ lên, và sau đó báo vào đoạn sau bằng một cái tiếng crash. Thì tiếp theo mình sử dụng một cái đoạn fill. Thì cái đoạn fill này mình cũng sử dụng sample luôn. Đây, đoạn fill, một cái fill dưới này. Tiếp theo đó là cái tiếng piano. Thì tiếng piano các bạn có thể vẽ MIDI giống mình, hoặc là các bạn có thể đánh MIDI tùy thích. Thì cái nhịp của nó, các bạn có thể nghe nhạc của Kygo. Đó, thì Kygo cũng là một cái nhà sản xuất âm nhạc, nhạc điện tử mà chuyên thể loại tropical. Các bạn có thể tham khảo qua những cái bài của anh ấy. Rồi, ở đây mình có tiếng piano giống vậy ha. Thì tiếp theo đó là một cái tiếng mình layer cho tiếng piano, đó là tiếng plug. Đó, thì tiếng piano mình sẽ đánh ở tầng mid, low mid là nhiều, còn tiếng plug thì mình sẽ đánh ở tầng cao để hai tiếng này mix lại với nhau nghe nó hòa quyện. Các bạn có thể nghe qua ha. Đây là tiếng plug. Rồi, tiếng piano với tiếng plug ha. Thì các bạn cũng nên nhớ là nên cắt EQ và compressor sidechain để nó né tiếng kick ra nha. Thì các bạn có thể xem qua những cái video clip ở phía trước của mình, thì mình cũng đã hướng dẫn cách để mà sử dụng cái compressor sidechain rồi. Rồi, ok, tiếp theo là tiếng bass. Tiếng bass. Đây, tiếng bass. Mình tiếng bass thì mình sẽ đánh ở những cái nốt chủ âm của hợp âm trên cái vòng hòa thanh của mình. Đó, ví dụ như là đây. Các bạn có thể đánh nốt chủ âm. Thường là cái hợp âm mình sẽ lấy cái nốt chủ âm là nốt bass của nó. Đây, mình copy, mình dán xuống đây là mình có được một cái tiếng bass, một cái vòng bass. Ok rồi. Ok. Rồi, tiếp theo là tiếng bass. Thì tiếng bass nó cũng sẽ sử dụng những cái hợp âm của piano và plug luôn. Thì cái tiếng bass này mình cũng nên EQ nó để nó né những cái nhạc cụ khác ra ha. Nó chỉ có tác dụng làm nền cho cái bài nhạc của mình thôi. Rồi, tiếp theo cái phần này là cái phần quan trọng, đó là phần vocal chop. Thì mình thường thì sẽ có những cái bài người ta sử dụng tiếng flute, tiếng sáo, tiếng guitar để mình người ta làm nhạc tropical. Thì ở đây mình sử dụng một cái tiếng là vocal chop, mình nghịch chút xíu đó, thì mình sẽ cho tiếng vocal chop vào. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái vocal chop này ha. Thì mình sử dụng cái impact của Presonus Studio One.
thì mình sẽ nhét những cái sample vào những cái nốt nhạc. Cái bài nhạc của mình viết ở scale đô trưởng thì mình sẽ có những cái nốt nhạc như là do, re, mi, fa, son, la, si, đô. Đó, thì mình sẽ có những cái sample nó có những cái nốt nhạc như thế này, là đô nè, re nè, mi nè, fa, son, thì sẽ có những sample nó không đúng ý mình. Đó, ví dụ như ở đây tự nhiên nó có cái nốt fa thăng thì nó không đúng ý, thì mình sẽ chỉnh cái cao độ của nó xuống, nó xuống trừ một, nó pha thăng thì xuống trừ một, nó là pha. Rồi tiếp theo là son, thì thực chất cái sample này nó không có cái có tiếng giống vậy, thật ra là nó thấp hơn 1/8 ví dụ nha. Đó thì mình không muốn tiếng đó, mình muốn nó cao hơn 1/8 thì mình nâng cái transpose nó lên chút xíu. Ok, tiếp theo đó là một cái tiếng laser cho tiếng vocal chop này, đó là một cái tiếng plug. Đây, một tiếng plug mình chế lại chút xíu đó, mình tắt cái reverb của nó đi, mình sử dụng luôn cái tiếng reverb của cái bài này luôn, mình sử dụng cái này. Rồi các bạn nghe qua ha, mình đã có những đầy đủ những cái cần thiết cho cái đoạn drop của mình rồi đó. Rồi ok, thì phần tiếp theo đó là tiếng bell, tiếng chuông á các bạn. Thì mình sử dụng cái tiếng này để mình tạo ra một cái hiệu ứng cho cái đoạn clip của mình. Mình đánh ở trên cao luôn để mình né hết mấy cái ở dưới ra. Đây các bạn nghe thử ha. Đó, thì mình đã có cái tiếng bell rồi. Thì cái tiếng bell này nó giúp cho cái bài nhạc của các bạn đa dạng hơn, có màu sắc hơn. Rồi, một cái tiếng tiếp theo đó là tiếng white noise. White noise thì nó sẽ có cái hiệu ứng đó là sidechain. Thì ở đây là mình đã lấy một cái sample nó sidechain sẵn rồi. Đó, các bạn có thể nghe qua ha. Thì cái sample này nó có hiệu ứng lớn dần thì nó cũng phù hợp với bài mình nên mình cho vào luôn. Rồi, cái phần tiếp theo đó là phần kết bài, đó là phần có một cái subdrop, một cái impact. Đó, hai tiếng. Rồi, rất là đơn giản ha. À, quên nói với các bạn nữa, đó là phần build up. Thì ở đây mình sử dụng một cái track khác, thì mình lấy tiếng kích từ trên này mình đem xuống thôi, nhưng mà mình tạo một cái track khác, tại vì mình lười phải automation rất là nhiều thứ, thì mình đem xuống đây mình chỉ automation một cái EQ thôi, mình kéo tới kéo lui là được. Đó, hiệu ứng filter nó giống như thế này ha. Đó, automation cái filter này. Ok, à ở đây nó còn một cái tiếng long fill nữa, mình sử dụng sample luôn các bạn. Đây, một cái tiếng fill cuối nữa. Rồi, mời các bạn nghe qua thử hết từ đầu tới cuối một lần ha. Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để làm một cái đoạn drop nhạc Tropical House một cách đơn giản. Thì hy vọng là cái video này sẽ hữu ích. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm subscribe và share giúp mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.